Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Nhà đất Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Và ngày hôm nay Toàn giới thiệu đến anh chị em mình một ngôi nhà mới của thuộc phường 8 của thành phố Vĩnh Long nha. Đường vào nhà của mình ngày hôm nay lộ đan khoảng chừng 2m ha. Và từ vị trí của ngôi nhà của mình ra tới ngoài lộ nhựa thì khoảng chừng 250m trở lại thôi là đụng lộ nhựa nha. Và cũng từ cầu Cần Thơ anh chị em mình qua đây thì mất 50 phút chạy xe nha, khoảng cách của nó là 37 km. Cầu Mỹ Thuận vô đây thì 40 phút chạy xe, khoảng cách của nó chỉ có 34 km thôi. Bến xe miền Tây vô đây thì mất 2 giờ 50 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 126 km. Cái ngôi nhà ngày hôm nay theo Toàn thì phù hợp cho anh chị em mình làm công nhân trên khu nghiệp Hòa Phú, đi làm rồi về đây nghỉ ngơi thì nó rất là tiện nha. Tại ngôi nhà ngày hôm nay nói chung là thứ nhất là nó yên tĩnh, thứ hai nữa là nhà còn cực kỳ mới luôn. Còn mà nói về vấn đề quy hoạch thì ngôi nhà này Toàn xem rồi nó không dính quy hoạch gì cả, anh chị em mình có thể là yên tâm mua để mà ở nha. Anh chị em mình xem kênh Nhà đất Vĩnh Long Thanh Toàn nhớ chịu khó đăng ký kênh ủng hộ Toàn với anh chị em mình. Đất với nhà Toàn có mới hàng ngày luôn á. Và đây là ngôi nhà mà Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình ngày hôm nay. Ngôi nhà ngày hôm nay là nó thuộc hướng Bắc nha. Ngôi nhà ngày hôm nay thì ngang trước ngang sau đều là 4,5m hết. Và hai cạnh dài của đất mình ngày hôm nay là 17m. Tổng hết diện tích của đất ngày hôm nay là được 81m. Đất trồng cây lâu năm. Khu vực này anh chị em mình có thể lên thổ cư nha. Thổ cư thì giá 750.000 một mét trở xuống thôi. Và cái ngôi nhà của mình thì cũng đã cất hết đất luôn rồi nghe anh chị em mình. Có nhiều là quất sạch hết trơn rồi đó. Và đây là phòng khách của ngôi nhà mình ngày hôm nay. Cái phòng khách của mình thì đóng la phong. Là phòng đóng kiểu cũng nhìn cũng khá là bắt mắt nha anh chị em mình, đẹp à. Còn mà nói về dán gạch á, giờ thì dán gạch lên 1,5m hết, giáp vòng vòng ngôi nhà mình luôn. Và xung quanh ngôi nhà mình thì được thiết kế màu sơn là xám tro nha. Đó là sơ lược về cái phòng khách. Và mời anh chị em mình lại sau coi tiếp ngôi nhà mình ngày hôm nay luôn. Ngôi nhà mình ngày hôm nay thì thiết kế gồm có 2 phòng ngủ thôi. Cái phòng ngủ này bà nói bà để đồ tùm lum hết trơn rồi, nên thôi bỏ phòng ngủ thứ nhất anh chị em mình, rồi Toàn xuống phòng ngủ thứ hai quay cho anh chị em mình xem. Nói chung là hai cái phòng ngủ thì phòng nào diện tích nó cũng y chang vậy thôi, để vô đây quay sơ lược cho anh chị em mình coi cái là được rồi ha. Nói chung là xung quanh đều có dán gạch lên 1,5m hết nha anh chị em mình. Và đây là cái phòng ngủ nè. Phòng ngủ thì nói chung thì ở trong này khúc sau này thì mình đóng la phong mima gì anh chị em mình, loại 6 tấc vuông á. Nó sơ lược cái phòng ngủ mình là vậy, nó cũng rất là rộng nha. Và chủ bán vừa nhà với đất này luôn với cái giá là 1.300.000.000 nha anh chị em mình. Giá này là được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, chủ đất luôn. Thế và thủ tục chuyển nhượng thì bên ai người đó chịu. Còn mà tính không xong thì cứ giao giấy tờ lại bên Toàn. Toàn nhận, Toàn làm cho anh chị em mình luôn. Ra sổ tới tay cho anh chị em mình luôn nha. Và đó là xuống tới đây thì cái khu vực nấu ăn đây. Khu vực nấu ăn thì ở sau này mình cất hết đất rồi mình mở cửa sổ này. Khi nào mình ta cất nhà gì biết sao là mình phải đóng lại nha anh chị em mình. Bây giờ còn trống thì mở vậy thôi nha, chứ mình hết đất là không được mở cửa sổ ra vậy. Đây là khu sơ lược của nhà bếp nè. Nói chung nó cũng rất là rộng anh chị em mình. Nhà mình thì thiết kế duy nhất có một cái toilet thôi. Đây là cái toilet độc quyền của nhà mình ngày hôm nay. Vô đây quay sơ lược cho anh chị em mình xem luôn nè. Anh chị em mình quan tâm thì kết bạn số điện thoại trên màn hình đó. Rồi Toàn gửi bằng khoáng, kết bạn Zalo á, Toàn gửi bằng khoáng qua cho anh chị em mình xem. Còn mà xem nhà này thì anh chị em mình chịu khó liên hệ số điện thoại màn hình á, điện trước 1 tiếng anh chị em mình, rồi Toàn sẽ dẫn anh chị em mình lại nhà xem thực tế, gặp chủ nhà trao đổi luôn nha. Và đây là đứng ở gần cuối nhà, quay ngược ra trước nè. Nói chung ngôi nhà mình ngày nay rất là đẹp anh chị em mình, mới cáo luôn. Rồi giờ Toàn xin chào anh chị em mình nha, kính chúc anh chị em mình thật nhiều sức khỏe.